Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Một mùa giải mới nó lại về và tiền nó lại ngập kho với 25 triệu vàng, 25 triệu tím, 250.000 dầu đen. Đây là những gì mà thành quả của một vé vàng đã cho mình. Nhưng tuy nhiên bên cạnh đó thì có rất nhiều thứ nữa, rất nhiều đồ chơi nữa đã được ở đây. Nhiều tiền quá. Mà bây giờ thì trang phục mùa giải nó vẫn chưa còn hiện ra đây này. Thì nếu mà anh em có nhu cầu mua gem, mua vé vàng hay là những cái gói ưu đãi ở trong cửa hàng này thì cứ liên hệ mình hỗ trợ để mình sẽ múc cho các bạn nha. Ui trời, mấy cái này là mình làm video và mua sập cửa hàng hồi sáng rồi, nên là bây giờ nó còn có 2 gói thôi, chứ còn có rất nhiều gói nữa, anh em cứ vào à của các bạn xem là có nha. Yeah, đúng như những gì mình đã review cho các bạn thì đây là trang phục mùa giải tháng 10. Ok, mùa giải đã đến rồi, chúng ta hãy cùng xem nào. À, như vậy là mùa này nó vẫn như mùa trước rồi. Nó không có cái nó không có cái tướng ở trước đây. Ai giờ Pirate Warden, quản giá hải tặc của các bạn đây. Thì mình đã review đầy đủ cho anh em rồi. Anh em có nhu cầu mua thì cứ liên hệ ngay khẩn trương với mình nha. Theo đường link Facebook có sẵn ở trong phần mô tả video thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Đấy, đúng chính xác như những gì mình đã review cho anh em. Nhưng mà bạn nào chưa xem video review thì đây, xem lại lần nữa. Và các bạn có thể thấy là trang phục này đẹp, nói chung là chất. Nhưng những cái mà mình mong muốn không phải chỉ là cái trang phục vé vàng này đâu. Mà đây các bạn ạ, thì trước mắt là mua cái vé vàng đã. Đấy, giá nó ở đây, anh em cứ liên hệ mình hỗ trợ tẹp vô nha. Và lưu ý là có tính tiền tiền phí. À, ok, mua. Rồi, chờ trong giây lát là trang phục của mình nó có. Đã mua xong các bạn. Rồi, đã có vé vàng. Và chúng ta cùng theo dõi xem cái vật phẩm này. Trong video thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Bởi vì có nhiều bạn lần đầu tiên mua vé vàng, như bạn nào chưa biết mua vé vàng, thì mình cũng sẽ review cho anh em đầy đủ luôn. Thì trong cái vé vàng của mình nó sẽ có tối đa, nếu các bạn chơi nhá, thì sẽ được 25 triệu vàng, 25 triệu tím với cả 250.000 dầu đen. Tiếp theo, tối đa nữa là các bạn khi mà cái được giảm 20% về tài nguyên, về thời gian xây dựng và nâng cấp này các bạn. Thì đây là cái điều quan trọng của vé vàng mang lại cho các bạn. Tiếp theo, tất cả những cái như đơn vị lính này, spell thần chú này, các cỗ máy khi trong quá trình nâng cấp ở trong nhà nghiên cứu của các bạn, nó sẽ được giảm 20% về tài nguyên và thời gian. Tiếp theo, huấn luyện lính này, huấn luyện spell với cả là tạo thêm cỗ máy cũng sẽ được giảm 20% về tài nguyên và thời gian. Riêng về tướng các bạn giảm tối đa là 20% hồi máu luôn, được donate tất cả các loại quân chỉ một gem. Còn đây là cái lượng tài nguyên mà các bạn có được trong quá trình nâng cấp. Ui trời ơi, mùa này hình như là nó nhiều đá hơn các bạn ạ. Mùa trước thì có 2 sách tướng. Và đây là tất cả những cái vật phẩm, nếu anh em mua vé vàng thì sẽ được sở hữu hết cả cái đống vật phẩm này. Và các bạn lưu ý là những cái về cường hóa 20% này nó chỉ có tác dụng trong suốt một mùa giải. Bây giờ các bạn nhìn vào cái góc trên bên phải là có 30 ngày và 23 giờ. Tức là mùa giải này sẽ kéo đến tháng 10 có 31 ngày. Đó, thì nó sẽ từ đầu tháng đến cuối tháng luôn. Và chắc chắn là mình sẽ làm những cái nhiệm vụ để lấy phần thưởng ngay đấy, các bạn nhắn tin để múc rồi đấy. Thì có rất nhiều phần thưởng ở đây rồi, thì đầu tiên là cứ đi đánh một trận nhỉ, hay là gì? Có lẽ là đánh bên này trước đi, xong rồi mình sẽ phải tính toán lại để tiêu cái số tiền bên kia. Bên kia nhiều tiền quá. Tấn công. Mùa này không có kỷ niệm sinh nhật gì cả nên cũng chưa thấy thêm những món quà mới. Mùa trước thì có sinh nhật của Supercell, rồi sinh nhật của Clash of Clans. Mùa này Halloween, nhưng mà chắc là sắp sửa sẽ có cái update gì đấy hay ho đấy. Thì anh em nhớ bấm vào nút follow kênh Akari Gaming, ấn mình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của mình, cũng như là những cái buổi live stream vào 8 giờ tối hàng ngày của mình cả YouTube.
sẽ có một cái thần chú đấy, cái sách về binh lính, cái sách về binh lính. Rồi cứ trước mắt là đi farm rồi đã, bởi vì dầu đen này thì à không, nâng luôn chứ, nâng cái sách binh lính đi. Mấy con 280.000 này là nhiều nhất này. Hay là nâng cái xe nhỉ? Thôi kệ, cứ nhưng cái này mình sẽ nâng con này. Rồi 16 ngày thì chốc nữa chuẩn bị các bạn này, chuẩn bị mình sẽ lấy thêm 20 điểm nữa thôi, chỉ cần thắng một trận nữa. Bây giờ thì mình sẽ đánh luôn này, không nói nhiều, trận này mình không có tướng chứ mà vẫn chơi, kệ bà nó đến đâu thì đến, cứ phải chiến đã. Xúc đánh luôn nhà này, cuồng nộ rụng đúng cây e nào, nạp bét đi, chuẩn bài lắm. Baby Tiểu Long có mặt luôn. Rồi hướng bên này coi như bỏ, hướng bên đấy coi như bỏ. Bây giờ là nhiệm vụ chúng ta là đánh từ trên này đánh xuống này. Royal Champion dính độc này. Yeah. Rồi đến đâu. Ok anh em cần thì cứ liên hệ mình hỗ trợ sớm nha. Nếu các bạn thấy thích video này cứ để lại mình nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các bạn nha. Bye bye.